Hôm nay khi em đang đi trên đường thì bắt gặp một chú đang đậu xe bên đường, quỳ lại và làm những hành động gì đó rất kỳ quặc. Nhìn qua thì thấy chú có uống rượu cho nên nghĩ chú là say xỉn, nhưng tìm hiểu thì được biết chú bị mắc bụng bệnh tâm linh mà từ trước tới nay chưa ai chữa được. Chú đã bị rất lâu rồi, lúc tỉnh thì chú say xỉn, nhưng mà lúc chú bị nhập thì chú không còn là chú nữa. Và hiện tại chú ra sao và chú hành động như thế nào? Mời quý cô chú anh chị hãy cùng theo dõi hết video clip hôm nay để biết rõ câu chuyện và cũng như là xem về trường hợp của chú này nhé. Gì đó, anh này làm gì anh quỳ lại đây vậy? Cả nhà đang đang chạy xe thì gặp một cái nhân vật đang quỳ lại làm gì kìa, quơ mai tay múa chân kìa. Đi xe đạp ngồi nó quỳ lại không biết làm gì nữa, đang phun tay rồi nữa kìa cả nhà ơi. Ủa sao vô đó được ta? Trong thiên quá, tại đây nó mất cái rảnh à. Đấy, đi bộ vô, bắt cái ơn đi bộ vô, cái cành xem. Ừ, dòng nhập à, bị dòng nhập à, bệnh cho nhà anh Dũng Trần đó, ông này bị dòng nhập, bị dòng nhập cái năm nay không chịu hết. Dạ ok, dạ chào thầy chú, mình liên công quay về chú, mình liên công quay về đấy, lại đây ha, đang đang nói chuyện ai hả? Mình đang nói chuyện với ai thì mình tao nói chuyện gì Rồi chú tên gì? Rồi Linh hả? Dạ. Nói có gì không? Dạ không có thấy chú. Dạ. Rồi chú luyện võ hả chú? Không phải. Không phải hả? Thì chú làm gì chú chia sẻ con biết với chú. Đó là ai nói cô. Dạ. Tại con đang đi chỗ gì? Dạ con đang đi ngoài đường, tại cái máy con cầm. Dạ. Dạ đó con đang đi ngoài đường, con thấy chú trong đây đang đang làm gì đó. Chú chia sẻ con biết được không? Dạ. Dạ con không ăn kẹo. Cái gì chú chưa để gì trên người mà đã đỏ vậy? Chìa khóa xe. Cái đó là gì? À chìa khóa xe. Dạ. Trời ơi. Dạ mà mày giống mày làm mày có gì mày. Dạ. Thấy không? Dạ. Thấy được không? Nè. À, lại cái gì em đó. Dạ. Ủa, chú uống rượu hả? Ủa, chú uống, em có rượu, anh uống rượu. Dạ. Dạ, tránh rồi vậy. À, có, anh Minh Mật, nói cho mình. Dạ, con em rõ chú nói gì chú? Chú nói gì? Minh Mật ơi, có vậy? Dạ. Em làm gì em? Dạ. Chú nhiêu tuổi rồi? Năm nay ai rồi? Nhiêu? Bao nhiêu tuổi chú? Ủa dạ. Bao nhiêu tuổi? Ui, khỏe dữ, võ hả chú? Ồ. Má hiểu hả? Dạ. 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 Mà nãy con thấy từ xa là chú đang quỳ, chú đang làm cái đó là cái gì vậy chú? Bàn thờ ông nội chú. À, bàn thờ ông nội chú. Ủa, con đâu thấy bàn thờ nào đâu? Ở bàn thờ để em Phước Bình đó. Bàn thờ để ở Phước Bình. Nhưng mà tại sao chú lại quỳ ở đây? Chú thờ chú là người cha ấy, chú là chú. À, tức là chú là ở đây nhưng mà thờ. Bên, hả? Bên. Dạ. Dạ. Ê, con thờ, bắt thờ rồi. Dạ. Tại tao con thấy chú lạ quá nên là chú con thấy tới chú quỳ ở đây, chú quỳ chú lại chú làm cái gì đó. Tình 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 tình
Để cháu thì chú như thế là bé giữ chú bé. Dạ. Bé, nha mẹ. Cháu là nữa không? Dạ. Sao chú con nghe không rõ? Đó. Dạ. Chú tối chú ngủ ở đâu con biết được không chú? Dạ, chú mẹ ở Lót Lá ở Kỳ Giang. Dạ. Chú có nhà về không? Có. Có hả? Ừ. Dạ. Ê, lần kia rồi. Chú, con có người nghe người ta nói chú bị mà nhập á, chú có bị không? Má á. Tất cả bắn tên chú một xe. Dạ. À, xe nha chạy. Dạ. Dạ chú. Chú xin tiền mua xì rượu hả? À, vậy chú chịu. Dạ, vậy chú nói chuyện con tí đi, con gửi chú tiền mua rượu nha. Xe nó chở, ngoài đường chở nó chạy. Dạ. Mất mở về. Mẹ là kia mẹ rồi. Dạ. Mẹ có một chân nói sáng là đâu biết mày. Dạ. Cháu của chú Tám. Dạ. Chú Tám kỳ liền với em con. Dạ. Không phải, con không phải đâu, chắc chú lộn con á. Nhưng mà chú có thể cho con biết là cái hành động của chú làm vừa rồi đó, là cái hành động đó là chú đang làm cái gì không, cái nghi thức gì không? Tại chú đang quỳ và chú đang có những cái hành động tay á. Như là chú quên gì nè, gì là gì lại gì chú? À, đạo tác cho người, không phải là chẳng có người chịu được thật. Thì như hành có. Ê, dạ. Dạ. Lão đi kinh lễ, đâu là đi con, hả? Cháu ta chưa từng thấy. Dạ, chưa từng thấy. À, cháu tưởng đâu là chú luyện công. À, tưởng đâu chú đang luyện một cái môn võ công gì đó. Có người nói là chú con nghe người ta nói là chú bị vong nhập, chú có bị vong nhập không? Vong nhập á? Mình chơi bàn bơi lộn bàn bơi xây lực xây lực chương trình. Dạ. Nhưng mà chú có thấy ma quỷ vong gì không? Trời ơi, ma quỷ có là con mẹ. Để lá là dẹt chặt là đái, lá cũng xong. Ma quỷ mẹ. Dạ. Lá chặt là ra rồi. Lá. À, lá xong. Dạ. À. Dạ. Lá lá mẹ. À. Dạ. Thôi chú được. Mày. Không, con không có giỏ chú. Con yếu nhớt à. Yếu lắm. Chú võ công thâm hậu quá, mới chọt con cái đau bụng liền. Chú luyện ở đó đi. Chú múa con bài quyền con xem đi, chú đừng có thử với con. Đây, đấy, đây, chú đang thử múa bài quyền nha, đó, bài quyền của chú à. Dạ. Dạ không có bắt chú. Dạ chú cứ làm việc với chú đi cho con. Ôi giời. Này, làm cái gì vậy chú? Lắng mà. Chú ta cái anh này. Dạ. Không, con không có thử võ. Chú múa đi, chú múa quyền đi. Nhìn chú còn khỏe chán ấy. Chú một ngày chú nhậu bao nhiêu xì rượu? Một ngày chú nhậu bao nhiêu xì rượu? Ba. Mấy chai này nè, cái chai này là mấy chai? Nhưng mà tóm lại là chú cũng có một chút về tâm linh cho nên là không có tiếp xúc được gì. Chú có một phần là uống rượu, anh Dũng Trần Bình Phước này thì anh này là người địa phương, anh biết cái chú này bị nhập lâu rồi mà không có chữa trị được. Thì vô tình đi ngang em thấy. Con gửi chú ít tiền chú uống rượu nha. Chú có biết sử dụng tiền không? Biết không? Anh gửi chú 100 nha. Được một trăm không có được. Dạ. Dạ. Bán tám giờ rồi con. Dạ.
Bà có nhưng gửi chú nè. Đây mẹ nhớ. Tài bắt ra như vậy. Dạ. Tài thấy nhìn lại. Dạ. Nhớ báo cáo người con. Dạ. Lại cho. À. Ủa tại sao lại đưa con? Chứ là thường nhận mình không hiểu ai vậy. Thôi chứ gửi chú. Để mua cơm, mua đồ ăn uống. Mua đồ ăn thức uống. Rồi. Đó đó. Mày đang mới làm cái chuyện sao mày? Tại sao lại đưa con nữa? À, bác con không phải là con của bác Tám. Chứ mẹ thường là con người ngoài, con đi ngoài đường thôi. Chứ nó đã về mùa hè mà ai đỡ cho mày. Dạ. Thôi chú cứ giữ đi, chú giữ mua rượu. Nãy chú nói là xin xì rượu đó, giờ cho chú mua rượu chú uống. Đừng có đưa lại con nữa. Để, ba. Dạ. Chào chào anh coi lại. Chào, đứng lên. Trái sáng này có một tăng thở. Mày là ông trời xin chú nè. Tao. Nói gì? chú lại. Ông trời. Ông trời. Chú là ông trời. Ai? Dạ. Ông trời có quyền năng gì không? Ông trời sao ông trời? Ai cứ ăn ỉa tao để dùng cái quyền đâu. Dạ. Có ăn ỉa, bán với tỉa dùng cái tao. Dạ. Chú có quyền năng, có công lực gì không? Dạ, chú là chào tỉa. Mình, mày mới làm cái gì? Dạ không, con lấy đâu, con đưa chú á, con lấy đâu. Chú giữ đi. Mày làm cái gì? Chú làm cái nghi thức gì đó, chú làm đi chứ con là người ngoài thôi. Con đi ngang thôi. Để chúng ta có đi ngang cho người ta cũng đi đâu. Dạ. Thì ngang qua cầu chú mô. Dạ. Đây thấy trên xe chú có cái gì đây? Thấy trên xe chú có cái gì đây? Con xem được không chú? Thấy có tàu hũ thuốc hút rồi nè. Có tàu hũ thuốc hút rồi nè, có chiếc xe đạp nè, chìa khóa thì cũng trên. Cái này chú mới mua sao không ăn đi? Sao thì bán em lên. Dạ? Sao chú? Con cháu ở đâu? Có, con hỏi sao mà chú không ăn cái đó đi? Chú. Hả? Con cháu. Ta là chế bắt giới. Chiều bắt giới à? Chú giới mập lắm mà. No. Ủa, chú sao chú giới được? Ôi, nhìn nhăn giống tà thiên quá à. Hôm nay ta đi ta không có đem ta nước thánh. Đấy, trong nghe này. À, nay không có nước thánh à. Nè, vậy lấy ra. Dạ. Ta anh lại ra. Dạ. Rồi, lấy lại đi nè. À. Ai may cho chú cái quần mà phải nói là chắc chơi người dê quá vậy? Ai người may luôn. Ai may cho chú cái quần mà phải nói là nó không đụng hàng luôn á. Cái quần à, này. Nè cái quần này nè. Cái quần này ai may cho chú? Ai may nhớ ai đâu kìa. Ê ê ê. Ê. Dạ. Rồi chú nói đi. Sao chú? Ta là Sư Huynh. Dạ Sư Huynh. Dạ. Em là để gì? Dạ, đợi nghe, Xu Huynh nói đi, đợi nghe. Tại vì mẹ là chứ không chết, mẹ chứ là con hay đầu thôi. À, dạ. Ta là Tài Thiên là thật. À, dạ, Xu Huynh là Tài Thiên, em là bất giới. Dạ. Sao lên chặt chà nó. Dạ. Anh em mày không có lầu nhau, phó mày. Dạ, đủ dạ. Đủ má đi tỉnh chinh là đủ má của anh đi. Dạ. Đủ mẹ ha. Mày là bất giới. Dạ, em dạ. Con. Dạ. Là em con. Dạ. Em bắt giấy, dạ. Tao không bắt tèm cho tao mày đã cắt không? Dạ. Nghe em biết chưa? Dạ. Ta nè. Có quỷ một chân hả? Tao không bắt tèm đổ quá chứ đào giỏi chứ mày không cắt hả mày? Hả? Ta giờ không bắt tèm chứ đào giỏi chứ. Dạ. Dạ mày. Cái đó là rượu hay là nước? Rượu hay nước? Rượu. Rượu. Dạ. Mẹ không có tìm. Quynh uống rượu rồi xỉn này, Quynh ngủ đâu? Tại không có tìm đồ mới chơi đàn, đồ mới chơi chống tại không Quynh. Dạ. Mày em mày phải với hậu tổng nước tao coi không có thơ chơi với mày. Hả? Ở đây! Nghe nghe không? Ở đây!
Quỳnh cho đệ cầm tay cái. Đến đây. Đến đây đừng ăn qua tầm lòng. Nha. Có tiền. Chú lá ta gọi mua tầm lòng. Mày phải không mà tầm. Quên 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 đừng cầm đại quên đừng cầm à, mẹ quên. Gọi đây. Đây cầm tay quên thôi thôi anh em mình rửa đâu hồng quá tiền ta lộn quá quan chi giặc chơi quốc giao giặc quyền nè nhờ mày không có tiền thôi quên lại nha đợi đi nha đợi đi nha tao ba mày quên nha. Để thăng đây nha. Thăng đây. Để thăng đây. Piu. Ok. Đang đi. Thấy chú ngồi, chú đang quỳ và chú đang làm một cái gì đó rất là lạ. Thì thấy có anh Dũng Trần nói là chú này bị vong nhập lâu rồi chưa có trị được. Và xỉn, sai xỉn là một phần nhưng mà chú bị vong nhập nữa. Thực sự thì nãy khi mà cầm tay lên để mà xem có tâm linh không thì chú là có một phần tâm linh nữa nhưng mà mình không có biết được mình xử lý làm sao.